Health cung cấp dịch vụ thăm khám sức khỏe tại nhà. Trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách, ai ở đâu thì ở đó. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe, kể cả trong trường hợp nghi nhiễm hoặc là F0, người dân cũng không cần quá lo lắng vì hiện nay nhiều phương án phục vụ chăm sóc sức khỏe từ xa đã được triển khai, như ứng dụng Geo Health cung cấp các dịch vụ y tế và thăm khám sức khỏe tại nhà, cho phép người dân đặt lịch hẹn với các bác sĩ chuyên khoa có trình độ chuyên môn cao, hoặc có thể nhận hỗ trợ tư vấn sức khỏe từ xa với các y bác sĩ thông qua vài thao tác đơn giản. Có cái tư vấn từ xa này thì bác sĩ cho những em cái thông tin mà em thấy là tự tin là sẽ làm cái bước và được hướng dẫn khá là cụ thể. Bộ phận telemedicine của chúng tôi nhận tới hàng trăm cuộc gọi, trong đó đặc biệt là các câu hỏi về bệnh lý COVID-19 cũng như là các vấn đề về vaccine, hoặc là trong cái mùa COVID này có những cái vấn đề tâm lý, cho nên đội ngũ bác sĩ của chúng tôi là luôn có mặt 24/7. Với nguồn lực các y bác sĩ tận tâm và hỗ trợ 4 tính năng thiết thực như có thể hẹn các bác sĩ chuyên khoa khám tận nhà, chat và gọi video trực tiếp với các bác sĩ miễn phí, mua thuốc trực tuyến và giao nhanh sau 2 giờ, người dân khi sử dụng Geo Health có thể hoàn toàn an tâm ở nhà tuân thủ chỉ thị phòng chống dịch mà vẫn đảm bảo được đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị tại nhà.